Ngày 31 tháng 10, đoàn từ thiện chùa Phổ Châu, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên do Đại đức Thích Thông Huệ, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên, trụ trì chùa Phổ Châu làm trưởng đoàn đã đến huyện Phước Sơn để trao tặng quà cứu trợ cho bà con nơi đây. Tham gia đoàn còn có Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Đại đức Thích Tâm Huy, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Phước Sơn, ông Hoàng Huỳnh Ba, Bí thư Đảng ủy xã Phước Kim cùng quý Phật tử Mạnh Thường Quân. Trao đổi với chính quyền địa phương, Đại đức Thích Thông Huệ bày tỏ sự cảm thông trước những mất mát do bão lũ thiên tai tại địa phương, mong chính quyền sở tại và nhân dân sớm khắc phục hậu quả để đi vào ổn định cuộc sống. Đoàn từ thiện đã đến trao tặng quà cho bà con tại xã Phước Kim và gửi quà tặng đến các xã Phước Lộc, Phước Công, Phước Thành. Phần quà là các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho bà con đang còn trong vùng sâu, vùng bị sạt lở do bão số 9 gây ra. Cùng ngày, đoàn đã ghé thăm và gửi quà cứu trợ đến bà con và học sinh tại trường phổ thông trung học nội trú Phước Sơn. Được biết, ngày 28 tháng 10 tại huyện Phước Sơn, do ảnh hưởng bão số 9 đã xảy ra sạt lở đất, vùi lấp hơn chục người và nhà cửa. Tuyến đường lên vùng cao huyện Phước Sơn bị sạt lở tại nhiều điểm, công tác tiếp cận, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.